Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Himāya Bhutang bhujjami. Himāya tammānuttamāparipatiya dhammang bhujjami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được tương hòa trên biên tri do Ngài tự ngộ không thể chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về sự lợi ích của thiền tập. Trong mấy ngày nay cũng như những sự kinh nghiệm đã qua, sanh lên làm người, đời sống chúng ta nhiều vấn đề trong cuộc sống trong thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Thế giới văn minh chuyện xảy ra rất là nhanh. Chúng ta chậm trễ thì cuộc đời sống chúng ta cũng chậm trễ. Vậy chúng ta phải làm sao mà trong lúc văn minh máy móc rất là nhanh như vậy, ở trước kia chúng ta sống không có văn minh như bây giờ, chúng ta không cảm giác bị căng thẳng, bị trầm cảm. Thì văn minh chừng nào thì cũng có thêm những cái hay và cũng thêm cái dở. Bởi vì chúng ta muốn chạy cho kịp sự phát triển của thế kỷ nhanh thì chúng ta phải dùng nghị lực của thân cũng như của tâm rất là nhiều. Nói về văn minh trên thế gian này, về vấn đề tâm linh phát triển, cách đây 50 năm không có máy tối tăng nhưng máy vi tính. Một máy vi tính đi, bộ óc của con người làm bằng sắt pháp để thay thế cho con người mà rất là nhanh. Vậy nếu mà máy nhanh như vậy thì chúng ta cũng phải nhanh như máy, bằng không thì chúng ta phải chậm trễ. Khi cố gắng như vậy chúng ta thấy đời sống chúng ta có thêm cái vật chất thì đầy đủ. Riêng về tâm chúng ta bị căng thẳng và bị trầm. Để giải quyết vấn đề bệnh của tâm linh thì không có phương pháp nào hơn là phương pháp của Đức Phật dạy, gọi là dạy thiền chán nản. Thì phương pháp tập tâm chế định có hai phương pháp, gọi là samatha và vipassana, thiền định và thiền minh sát. Thiền định có một đối tượng và chúng ta trụ tâm không thay đổi trước cũng như sau, luôn luôn một đối tượng đó để đạt được mục đích của đối tượng mà chúng ta muốn được. Thì có một phương pháp thiền gọi là thiền minh sát, thiền niệm xứ, từ phương pháp niệm phương pháp của Đức Phật. Vì thiền định có trước khi Đức Phật ra đời, gọi là thiền định.
Nhưng mà thiền văn sao này thì sao khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật mới lại bác thân đạo tứ niệm xứ dựa theo bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết tại vườn Lục Giả y sĩ vẫn lại với cơ đạo như vậy. Năng kỳ tình như là bạn của Đức Phật lan hậu đắc đạo hòa để tự tiếp tục từ đó tới giờ thì để đến thành công như vậy còn được rất là rõ đến ngày hôm nay. Người Phật tử có duyên lành gặp Phật Pháp, và nếu chúng ta không lấy cái cơ hội tốt, chúng ta bỏ cơ hội này, chúng ta mất một cái may mắn lớn trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta vượt qua khỏi một sự khó khăn liên quan với đời sống hiện tại. Thứ hai, chúng ta đạt được pháp cao thượng mà Đức Bổn Sư đã khám phá ra, bác chánh đạo, và đổi con người của chúng ta trở thành một con người khác. Đức Phật là bậc thánh nhân và dạy đệ tử của Ngài thành bậc thánh nhân. Như vậy nếu một người Phật tử nào có niềm tin như Ngài với Đức Phật, Ngài đã bậc thánh nhân ở trong trái đất này, thánh nhân thầy trái đất này mới có điều kiện mà chúng ta học trở thành thánh nhân. Mà nếu xuống bốn đợt đất, bốn đợt âm đạo không có trí nhớ mà chúng ta học được phương pháp này, mà nếu chúng ta đi sinh về một cõi khác không có đối tượng, không có nhắc nhở sách tăng ta cho chúng ta tu, cõi này già đau chết trước mặt, vậy mà chúng ta không cố gắng tu, rồi làm sao chúng ta lên trên cõi trời mà cõi đó không thấy người sanh, không thấy người có bầu và không thấy người già mà không thấy người bệnh. Như vậy làm sao có bác sĩ, có nhà thương ở đó chỉ hưởng phước mà cõi này là chỉ hưởng phước thôi, đó gọi là cõi trời. Trừ khi những bậc đó tu, đã tu rồi thì lên trên đó mới tu tiếp. Tu như thế nào tu, người đó được đạt một cái quả cao thượng thì trên đó mới tu tiếp, bằng không chỉ vui với cuộc đời của phước và hết phước trở lại với vô thường. Khi vô thường chúng ta định sự vô thường, học tới ngày hôm nay chưa hiểu, chưa lãnh hội như thế nào là vô thường. Và nếu chúng ta hiểu được vô thường mới gọi là chúng ta tiến bộ trên con đường của Đức Phật. Vừa nói về sự lợi ích của thiền tập, như thế nào là người tu thiền có sự lợi ích? Nhờ người tu có trí tuệ, có trí tuệ thấy gì? Thấy sự vô thường. Như vậy đối tượng của thiền minh sát, đối tượng thay đổi. Vì vậy không có lấy một đối tượng, nếu lấy một đối tượng nào thiền định rộng tâm nơi đó và tâm yên lặng không phát ra trí tuệ gọi là thiền định. Nếu mà tâm yên lặng không phát ra trí tuệ không thấy được tâm, vì vậy đây là quả báo của thiền niệm xứ mấy ngày nay. Lợi ích thứ nhất là hành giả thấy được tâm của mình, thấy được tâm, không phải thấy được đối tượng, là thấy được tâm. Đó là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ nhì, thấy tâm của mình quân bình. Lợi ích thứ nhì, đạt tới trạng thái thấy được tâm, thấy tâm của mình quân bình, vậy mới thấy ta vượt khỏi những sự khó khăn của bệnh, gọi là bệnh tâm, bệnh trầm cảm, bệnh căng thẳng, từ đó phát sinh cho bệnh thân,
như vậy thì bệnh tâm cũng hết và bệnh thân cũng hết luôn. Đó là quả báo thứ ba. Quả báo thứ tư, hành giả niệm xứ già dặn, hành giả tụng kinh thì chúng ta hiểu, đọc kinh chúng ta hiểu nghĩa. Hồi trước chúng ta đọc kinh, tụng kinh, chúng ta không hiểu nghĩa bất cứ kinh nào. Mà sau khi chúng ta đi hành thiền một thời gian, hành niệm xứ, thì chúng ta đọc kinh để chúng ta hiểu. Đó là lợi ích thứ tư. Thì lợi thứ năm, bốn đường rắc đạo nó khác lại. Chúng ta tránh bốn đường đạo, chúng ta không được bốn đường đạo. Đó là bậc thứ năm và bậc thứ sáu, trở thành thanh nhạc. Như vậy không rơi vào bốn đường đạo, trở thành một bậc thanh nhân. Hệ thanh nhân Đức Phật là vị thanh nhân, Đức Phật là chánh đẳng chánh giác. Ngài đã được quả này không phải đã ở cõi trời, Ngài ở cõi trời nhưng mà sự không sự sắc tánh. Như vậy các vị phạm thiên mới yêu cầu Đức Bồ Tát, trước khi Ngài là Bồ Tát mới xuống cho con người này để mà tu thành Phật độ chúng sinh. Và nếu ở cõi khổ làm sao có trí tuệ, vì khổ chi phối, còn cái kia vui chi phối, hai chi phối này làm cho chúng ta không giác ngộ. Vì cõi này là cõi tu, vì vậy mới gọi là lợi ích của tu là như vậy. Trở lại cái lợi ích thứ nhất, họ là thấy tâm của mình rõ ràng. Không tu không thấy tâm của mình rõ ràng, chỉ thấy là tôi buồn và tôi lo. Đó là tâm buồn tâm lo. Nhưng cái đó là lại nói là tâm tôi, một cái chữ tôi đó, nói tôi buồn tôi lo. Thì cũng có người nói tôi tâm tôi buồn tâm tôi lo, nhưng hầu hết là tôi buồn tôi lo. Khi hành giả hành thiền mấy ngày nay thì thấy thì chính là tâm buồn của tâm và lo của tâm, không chú tâm vào đề mục, không tác ý hành thiền, thì chuyện đó là chuyện thường. Chúng ta sống ở thế gian này, ở trong tục đế, khi quyết định bây giờ tôi muốn đi trên con đường giải thoát, tôi muốn tu và tu vậy, tu thân, tu lời nói và tu tâm, thì trong giây phút đó chúng ta thấy rõ là thân có tu, lời nói có tu và tâm có tu. Ý nói là thân được trong sạch, lời nói được trong sạch, tâm được trong sạch, vậy mới gọi là thấy tâm của mình. Đối tượng đầu tiên, một đối tượng nào đó, đối tượng thân, đối tượng cảm giác thọ, đối tượng tâm hoặc đối tượng pháp, đó là đối tượng để trí nhớ ghi nhận. Bất cứ đối tượng nào chúng ta có thấy tâm ở đó. Vì chánh niệm là gì? Chánh niệm là tâm sở, tự hảo. Và tâm là gì? Tâm là hai biết xuống và là thức. Khi hành giả muốn hành thiền, chú tâm nơi đối tượng và có trí nhớ ghi nhận hai cái chúng ta hiểu. Chú tâm nơi đối tượng, chú tâm nơi hơi thở, và có trí nhớ, có chánh niệm thiền thì thấy tâm niệm. Vừa nói là chú tâm, hồi trước chúng ta chú tâm ajovisu manasakara, chú tâm không có trí tuệ, không có chánh niệm. Chú tâm tham tới, chú tâm sân tới vì chúng ta bị điều kiện quá khứ và tương lai. Vừa chú tâm nơi đối tượng đó, sân tới bất bình, bất mãn, cái mà đã mất. Chú tâm nơi đối tượng đó không có chánh niệm thì tham tới
kéo tâm mà tới tới. Như vậy mà không thấy tâm, chỉ thấy tham mà sanh chi phân tâm. Trái lại hành giả gọi là yoni so manasakara, hướng tâm, chánh hướng tâm. Vừa ngồi thiền chúng ta biết chánh hướng tâm vì chúng ta có tác ý, có ý muốn tu và đang tu. Cái sự tu là chúng ta sửa đổi, sửa đổi thân chúng ta rõ ràng, thân chúng ta trong sạch. Vì thân trong sạch là nó trong sạch, chúng ta thấy rõ tâm ở trong thân, thấy rõ ràng, theo dõi hơi thở, thấy rõ tâm ở trong hơi thở, tâm hay biết hơi thở. Ví dụ, khi nói bổn phòng hay nào thế giờ đặc tính của thân hành. Nhưng vì bây giờ tâm chú nơi đó và chú nơi đó chánh niệm theo kịp liền, vì chúng ta đang tu tâm. Thì tu tâm là gọi chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định. Và tu thân tu lời giỏi là giới rồi, chúng ta làm nền nhã giải thích qua giờ tới vấn đề tu tâm. Và chúng ta biết cách hướng tâm rồi, hướng tâm là yoniso manasakara, sự chú ý với trí tuệ. Với trí tuệ là gì? Trí tuệ trí nhớ chánh niệm, vì ghi nhận đúng, ghi nhận đúng thì suy nghĩ đúng và thấy đúng. Vì vậy chúng ta vừa chú tâm thấy tâm rõ ràng, tâm ở đó, ở đâu nó hay biết, đang hay biết sự chuyển động, thở vào thở ra, tâm đang sống ở trong sắc pháp. Và nếu chúng ta thiếu sự ghi nhận vì tiến trình của sắc pháp có điều như vậy, nhưng chúng ta mới tập có trí nhớ. Hồi nặng thế vậy, chúng ta ai dù đi xô với đất cả đó, chúng ta không biết hướng tâm chúng ta, và chúng ta không tập có trí nhớ của chân niệm, chúng ta không tập niệm, chúng ta hòa với tâm trong quá khứ trong tương lai hoàn toàn không có chân niệm. Chánh niệm là đối tượng nào sống rộng bây giờ. Chúng ta đang sống bây giờ mới là sống. Qua và đã qua và tương lai tới, sống thật là bây giờ. Vậy khi chúng ta hướng tâm đúng là chúng ta trở về. Thay về nữa đó, tâm chúng ta là hướng. Hướng về trước thì nó thấy màu sắc ở bên trước mặt. Hướng tâm xoay ra sau lưng, nó thấy màu sắc ở sau lưng. Hướng tâm về bên mặt, nó chụp được màu sắc bên mặt bên trái. Hướng tâm trở về trong thân, cho nó thấy được hơi thở. Thì hơi thở này mà nó đều với chúng ta, âm thanh không đều, màu sắc không đều, nhưng nó đều rất đều, đều nghĩa rồi nó có nó mất, nó có nó mất. Về hiện tại và chúng ta thấy tâm, điểm này là hành giả thấy tâm của mình rõ ràng. Nhờ thấy rõ ràng đang sống với đối tượng bây giờ, biết bao nhiêu đối tượng thì mình sao không phải hơi thở không. Với thiền định cứ theo dõi hơi thở thì hơi thở mất kéo, hơi thở thở không. Bất cứ đối tượng nào bây giờ có thầy tâm hay biết. Điểm này ở trong Thamma Sanghini thì cũng như ở trong có một quyển sách Hà Nội Upanishad, với quyển sách xưa của người đó viết là tâm ở trong tay tiên. Ngài Aruta cũng giải thích, cũng nói tâm ở trong tay tiên về chú giải. Đức Phật Ngài không bác bỏ tâm ở trong tiên, nhưng Ngài giải rộng thêm. Ngài nói văn lưu tăng đi xài giá, nơi nào có sắc pháp, nơi đó có tâm. Sắc pháp là gì? Màu sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc, đất, nước, quỳnh, được giáo vật vật. Thì do nó có sắc pháp, thì tâm nó sống ở trong sắc pháp. Nó sống ở trong hơi thở, gió, tan rộng rung. Không có nó đã chết rồi. Và nó sống ở trong đất, gọi là tứ đại, một phần tứ đại, địa đại, sống được cứng mềm,
Hòa nó sống như lửa nhiệt độ, chỉ có đất không mà không có lửa không gió nó không sống được. Vậy mà lọt tứ đại nó sống đó, còn ngoài cái đó nữa nó sống ở ngoài, mà sắc nó tùy cái đối tượng nào tới thì nó tập hai cái thiền. Thì điểm này thì Phật nó dằn rụt bằng đi sợi giác, nơi nào có sắc pháp thì nơi đó có tập hai cái. Rõ ràng hành giả đang ngồi, nếu mà tâm chúng ta ở trong cái tim á, thì âm thanh lại tâm chúng ta vẫn ở trong cái tim. Nhưng bây giờ âm thanh là tâm chúng ta ở nơi lỗ tai, mở mắt vào sắc tới, tâm chúng ta ở nơi mắt, mà tâm rất là nhanh nhảy qua mắt, nhảy qua như vậy. Đức Phật chỗ nào có danh pháp sắc pháp gì đó có tâm, đó là đối tượng của người hành giả. Mới thấy là thấy tâm không rõ, tâm thở ở trong thân theo dõi thở tôi biết, âm thanh tới biết, màu sắc tới biết, mùi tới biết, vị tới biết. Cái sự biết là vật tâm. Biết gì? Biết sắc pháp. Sắc pháp thì màu sắc, âm thanh, mùi vị, đó là sắc pháp. Thấy tâm của mình rõ ràng, rõ ràng. Điểm này là lợi ích thứ nhất của người hành giả. Bằng không tốt, tôi buồn và tôi lo, tôi buồn tôi lo. Nhờ thấy tâm của mình rõ ràng, nó đi tới trạng thái của tâm của mình, thăng bằng của mình. Thăng bằng của mình bây giờ nó đang sống, một đối tượng nó đang sống, thật là sống cái đối tượng đó, không nghĩ. Vì vậy các vị hai giới chật, khi mà thấy, ghi nhận là thấy sự thật, tâm đã đang sống sự thấy, không nên so sánh, đánh giá, phán xét đối tượng. Đối tượng là đối tượng, nó tới, mà tại sao mình cho là tốt và xấu? Có phải là của mình không? Mình làm chủ nó được không? Cái tưởng thay lầm là một cuộc đời chết, sống, chết, sống, quy định thật. Tưởng lầm rồi tâm lầm luôn. Và tâm luôn là kiến thấy cũng sai lầm luôn. Đôi khi ta dùng phán đoạn sinh nhau việc là sát, chính tạo việc là sát, và tịch thi việc là sát, là hiểu lầm, thay lầm, thay lầm. Đôi khi ta dùng chữ nặng, nghĩa là tưởng điên đảo, và tâm điên đảo, và kiến điên đảo, người ta cũng dùng như vậy, tùy tâm dùng cái từ ngữ. Khi mà chúng ta biết cách niệm, thấy nếu mà phòng chúng ta niệm là phòng, xẹp chúng ta niệm là xẹp, đó là niệm. Thấy niệm phòng, niệm xẹp, thấy tâm chúng ta tham không, niệm như vậy, phòng phòng, thấy tham không thấy tham, và thấy sân đối tượng bây giờ không thấy sân, và quên đối tượng không thấy. Đây là trạng thái của tâm rõ ràng, thấy tâm mình rõ ràng, và thấy tâm mình quân bình điểm nào, không thấy nó căng thẳng, không thấy nó trầm cảm, và không quên thăng bằng của mình. Và tập rồi rồi đó, từ chỗ này thì mắt thấy cái việc thấy màu sắc tới sống, màu sắc âm thanh tới mà sống âm thanh, mùi tới sống, chỉ ghi nhận như vậy, không so sánh, không đánh giá, không phân xét đối tượng mà nó tới. Vậy chúng ta thấy tâm chúng ta rõ ràng, và thấy chúng ta rõ ràng ở trên mắt, và rõ ràng và cung bình như này, nó không thương, nó không ghét, nó không buồn. Thấy cũng vậy, nghe cũng vậy, mùi cũng vậy, vị cũng vậy. Hoặc là chúng ta muốn quán và đặt quán đối tượng trần, màu sắc đó, âm thanh đó, mùi đó, vị đó, làm gì đó, nó là ở đó, của mình không? Khách tới như vậy, quan trọng nhất là tâm của mình. Mình sửa tâm, chúng ta không sửa màu sắc, chúng ta không sửa âm thanh, là
một cái đối tượng ở ngoài tăng chúng ta theo dõi, chúng ta sống với nó mà chúng ta còn không biết nó, không biết nó gì, không biết là thay đổi, không biết nó là thay đổi. Như vậy làm sao chúng ta biết đối tượng ở ngoài không phải là của mình? Cha tâm là của mình, mình không biết nó thay đổi. Lý do chúng ta không chánh niệm, vì không chánh niệm đó chúng ta không có trí tuệ. Nhờ mấy ngày nay quý niệm niệm, quý thấy tâm rõ ràng, ta thấy tâm đó là lợi ích của người hành giả. Nó là tâm đi tôi, tôi về tôi có lợi gì? Nếu mà gặt hái được lợi ích như vậy mới là cái lợi ích của người tôi. Như vậy tôi như vậy là không phải là tôi mù, tôi phải là thấy, nó không phải là tạc kiếp chánh hết. Đó là một hành lạc của chánh hết. Từ chánh ngữ trên nghiệp trên mặt thấy thân tôi là đó, cái tinh tấn chánh niệm chánh định luôn luôn tôi nỗ lực, tôi không ngừng nghỉ, ngồi cũng là đi, đi cũng là nhàn vị, một cái chánh tư duy chánh kiến. Đó là tiến trình đắc chánh đạo. Bằng không chúng ta ở trong giới, tôi được giới, quả báo của giới nó trả cho tôi gì? Trả gì? Vì đều sẽ sinh được cõi an vui, vì giàu có sang trọng quả của giới. Nhưng mà định thì định cũng quả trả cho tôi một cái đặc tính các sức mạnh của thiền định, thiền định các khỏi tiên phạm thiên. Nhưng mà tôi nguyện trở thành bậc thánh nhân, bắt đầu là gặp Phật pháp, sanh gặp đức Phật rõ ràng. Tại sao không ráng trở thành bậc thánh nhân, đổi thành bậc thánh nhân? Muốn đi đổi ở đâu? Cõi này đổi không được, làm sao đi cõi, đi đổi một cõi khác mà nó sung sướng quá, muốn đổi đi đâu nữa? Chỗ này già nó chứ không muốn chết nữa, không muốn sanh, vì sanh nó đau khổ vậy, không muốn già, không muốn, không muốn chết. Vì thấy chết trong giây phút một, không làm chủ được tâm, không làm chủ được gì. Nếu cho thân lại thay đổi, tìm kiếm nó mấy ngày nay, gió không ở với quyền sở hữu của mình, tự động nó tới, tự động luôn. Mình biểu không, điều khiển không, điều khiển một chút là chúng ta thấy mệt rồi đó. Nó là như vậy, chỉ muốn cho hơi thở này mạnh, một chút là mệt rồi, khó chịu rồi, nhức đầu rồi, căng thẳng rồi. Chỉ thay đổi cái của mình cho là của mình đó, không phải gió ở ngoài đời. Gió của mình đó, cho là của mình đó, vì vậy Đức Phật đó khám phá cho ra, nó là không phải là của mình. Mình mượn, mình mượn mà ta lấy, cho lời ta lấy, đưa lời ta lấy, cho mình sống thôi, cho mình sống tạm thôi, không phải sống vĩnh viễn. Cho vô ra sống, và ra ra sống, vô ra không có vô ra sống, không thay đổi không sống được. Vô luôn là chết, ra luôn là chết. Mà mình không hiểu, chúng ta sống được vô thường, thương thân tôi thường và tâm tôi thường, tâm chúng ta vô thường. Nó sống như gió, nó được đủ sống. Phải sống như vị, phải sống như thấy, phải sống như tất cả mà đối tượng chúng ta sống hơn, mà chúng ta không thấy tâm. Vậy là tôi ta quy về, chúng ta mới quên mình. Do nhờ chúng ta tập nhớ, nhớ không quên, tâm ở đâu nhớ, nhắc ơn sự thật đấy vậy đó. Mà quả ta rồi, màu sắc ta rồi, ơi màu sắc, trả lại được là màu sắc, hưởng màu sắc. Cứ nhắc màu sắc là ra tăng, bắt màu sắc vô hưởng, bắt màu sắc vô hưởng. Một tâm thôi, tâm ở trái tim, tâm chặt qua mắt, bắt đối tượng vô hưởng. Thế nào mong là tâm thăng bằng vô mình. Âm thanh là âm thanh, chỉ nhắc âm thanh, nó bắt âm thanh vô hưởng, bắt âm thanh vô hưởng. Thầy nếu mà do vô mình sống, do ra mình sống cũng vậy. Nó sống do thay đổi, tiếp tục màu sắc, tiếp tục màu sắc. Nếu mà vô sống như màu sắc, một ngày thì tới, sống đi. Và âm thanh sống đi, mà trong màu sắc nó thay đổi, nhìn nó thay đổi. Biết bao nhiêu màu sắc, biết bao nhiêu âm thanh, biết bao nhiêu mùi, biết bao nhiêu vị, tùy trường hợp mà chúng ta muốn sống. Như vậy chúng ta mới dẫn dẫn tâm quân bình hay sống ghi nhận, thì chúng ta sống rồi, thấy tâm chúng ta quân bình rồi. Với nó không thương không ghét trong đối tượng mà đang sống. Do gì? Do cái chánh niệm thấy thăng bằng. Điểm này quan bờ là thăng bằng, trị được bệnh gì? Trị được bệnh
cho căng thẳng. Đây là trị bệnh tâm. Và tâm này ở đâu? Ở trong thân. Khi tâm buồn rồi, cảnh buồn rồi, tâm vui bao giờ? Khi mà tâm nó bắt cảnh, nó bắt cảnh, nó thấy nó buồn thì trả lời nó sống, nó vui đâu bao giờ. Vì cảnh buồn nó cho là cảnh, nó đánh giá cảnh rồi. Cảnh xấu thì nó trả lời sâu, nó buồn. Cảnh tốt thì nó vui, vui buồn không có thăng bằng. Đúng vậy, Đức Phật dạy chúng ta sống, dùng vật vật để mà sống, và sống mãi mãi là như vậy. Nó là lợi rất là quan trọng trong cuộc đời sống của mình. Vậy làm sao chúng ta hiểu chánh niệm, ghi nhận, trừ khi nó thuộc rồi. Vừa mắt thấy, tâm ở trong mắt rồi, vừa tai nghe, tâm ở trong tai rồi khỏi niệm. Niệm rồi nó thuộc, ý nói là có. Đi một cặp này đi chung rồi, ý nói bây giờ tâm ở đâu cho niệm ở đấy. Hồi trước tâm ở đâu tham ở đó, tâm ở đâu sân ở đó, tâm ở đâu thiền. Tam độc ở trong tâm, nó bộc ra, bộc ra. Vì không ai chỉ, có một vị Phật ra đời chỉ rõ, thì chúng ta mới thấy, thấy tâm chúng ta rõ ràng. Ở trong thân hơi thở, ở trong mắt thấy tai nghe, mỗi người để đánh thân đồng chạm sống bằng cách thân bằng của mình, trị được bệnh. Khi nói là bệnh gì? Bệnh bình thường. Bình thường là bệnh thường, bệnh nhức đầu, sổ mũi. Nếu chúng ta tích cực, chúng ta hiểu. Một, do thời tiết không phải là bệnh bệnh tâm. Một cái do vật thực, cái này không phải bệnh tâm. Bệnh tâm là bệnh buồn, bệnh lo, mình cho rõ. Vật thực làm cho thân thay đổi. Thời tiết làm cho thân thay đổi. Mình có hiểu, hiểu được nhân quả, mình phải chấp nhận. Trời nóng như vậy mình chạy đi đâu? Chúng ta chạy đi được. Đi Đà Lạt, đi Đắk Lắk, thì hết lạnh, hết nóng rồi. Chúng ta có thể đổi được. Muốn đổi, chúng ta đổi được. Vật thực chúng ta đổi được. Nhưng tâm chúng ta đổi một cách nào? Trong lúc nào nó sống bây giờ, sống bây giờ, thì chúng ta phải chấp nhận theo nghiệp báo của nó mà sống như nó. Thế vậy Đức Phật dạy chúng ta phải chấp nhận. Thế chấp nhận cho nên chúng ta thấy không có bệnh tâm. Điểm này, khi mà chúng ta loại được bệnh tâm một phần nào đó, bệnh nào mà phát sinh do tâm, thì hết, và hết hẳn. Mà khoa học, thầy giáo thuốc hay không trị được. Làm sao để được một bệnh nó liên quan đến tâm? Vì thế mà tâm thăng bằng của bệnh, phải là bệnh nặng, và khó mà trị tầm kha. Người hành thiền đã có, vừa có, người đó nỗ lực thiền thiền. Đôi khi bác sĩ nó có triệu chứng đó, người đã đỏ có thiền rồi, bắt đầu thiền tích cực thì nó tan quá. Tại sao? Vì cái sắc pháp nó không bình trướng đó, nên được bằng sức mạnh của tâm. Tâm thăng bằng, nó có quý vị, khi mình buồn, coi như thế, chỉ buồn thôi, mình bệnh liền, lo mình bệnh liền, như vậy. Bệnh do buồn do lo nhiều nhất. Bây giờ nếu mà không trị được, thầy chúng ta đã hiểu được Đức Phật dạy. Tất cả sự thay đổi do bốn nguyên nhân. Một là do nghiệp, đề đó Đức Phật đừng cứ nghĩ tới vấn đề nghiệp báo. Mà nếu như vậy, mình chỉ trả thôi. Đức Phật ví dụ một kiện đi, có thần thông. Có thần thông ai làm gì được một kiện đi. Nhưng mục đích chính của một người biết muốn nhập Niết Bàn càng sớm càng tốt. Giống như chúng ta ngồi, nó đau nhất biết bao nhiêu bệnh. Làm nếu mà giải thoát bệnh ở trong giây phút này biết là bao nhiêu hạnh phúc. Thì ngày một thì liên ngày thấy sự nặng nề của một quẩn này, mà làm sao muốn nhập Niết Bàn nó chưa tới. Ngài đâu có muốn mà thấy khổ, mà thấy Niết Bàn là vui kinh nghiệm rồi, nhưng mà chưa hết. Bây giờ người ta lại rước đi rồi, lại rước một quẩn đi rồi. Ngài cũng muốn độ chúng sanh, nó ngược rồi, người ta đánh, đánh là bất thường rồi. Như vậy mình cho ta đánh làm chi? Đã có thần thông hay nào thế nhỉ? Phải dùng thần thông, đánh không được, giết không được, một lần không được, hai lần, ngài mới quán. Thử một lần, hai lần không được, mất quán, nó quán thế.
thấy Ngài đã từng nghiệp, đã từng đánh người ta, đã từng đánh chiếm một cái tâm khác, tâm á ai, cha mẹ của Ngài. Bao nhiêu đó, trong cuộc sanh tử luân hồi tu đọc tu nghiệp tới, chấm dứt một cuộc đời, cố gắng tu đọc tu nghiệp tới, chấm dứt một cuộc đời. Hoài cho đến khi Ngài tắt đầu hoài, cuối cùng nghiệp cùng tới, Ngài cũng phải chấp nhận, có Ngài chấp nhận bạn. Nghiệp thì không có nói, người hành giả biết vậy, đã tập tới tâm quân bình rồi, thầy quân bình nhất tâm. Nó tới là nó tới chuyện của nó, nhưng mình vẫn sống, sống với trí tuệ. Thế nên mới là quan trọng, gặp một vị giải pháp, Ngài dạy phương pháp cho chúng ta giác ngộ, mà không cố gắng tiến cho trí tuệ, vậy mình chỉ chết. Thế giới, thế định, thế chuyện này hồi trước kia có đã có rồi. Trước kia có Đức Phật đã có với trời đời. Ngài muốn mình có trí tuệ giống như Ngài vậy đó. Như vậy, người này đạt được trí tuệ mới gọi là tăng. Chứ trí tuệ không phải là tăng đâu. Tăng phàm, tăng và thánh, tăng hai, tăng thực tế và tăng thánh nhân, tăng chân đế. Tăng chân đế là tăng thấy được gì? Được tứ diệu đế. Đó là tăng chân đế. Mà muốn thấy tứ diệu đế bằng cách nào mới gọi là quả báo kế thế. Một người hành giả cố gắng tu hoàn nghiệm và công nghiệm và lấy Đức Phật bảo đảm sự tu mình như thế nào. Tôi cố gắng tu như vậy. Một câu kể ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như thế nào. Yoja vasasatam chi vi apasang uti yapyang eka sang chi vi tang se yo pasato uti yapyang. Yoja, một người nào trên thế gian này sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt. Nghĩa như thế nào? Khác nhau thế nào? Khác nhau 100 năm với một ngày, một ngày một đêm như thế nào? Như thế nào là pháp sanh diệt? Như thế nào pháp sanh diệt? Người đang ngồi đó, thay đổi, thay đổi, thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Hơi thở này thay đổi một ngày một đêm, tôi thấy thì vô thở ra, cảm giác thay đổi, thay đổi, thay đổi. Tâm thay đổi, thay đổi, đi chỗ này, đưa chỗ kia, ở trong mắt, ở trong tay, thay đổi, thay đổi. Ý nó sanh chỗ này, diệt, sanh chỗ kia, diệt, sanh kia. Sanh ở trong phòng, diệt, nhảy qua, xẹp, sanh xẹp, diệt, phòng, nhảy qua. Âm thanh lời, nhảy qua âm thanh, thanh, hình thanh, nó diệt. Mùi lời, nhảy qua mùi mùi, hết mùi, nó diệt. Diệt, diệt, sanh diệt, sanh diệt. Rồi trở lại tâm thăng bằng, thấy sanh diệt, thấy sanh diệt, sanh diệt. Không biết không như phút nào mà bị cảm giác rồi. Một ngày một đêm tôi không quên, tôi thấy sanh diệt không vậy. Đôi khi pháp sanh sợ, sợ, sợ ai sợ mình? Tại sao sợ mình? Giống như chết, người chết, người ta chết, nhưng bây giờ mình chết nè, mình chết bây giờ, mình chết nè, mình chết, bắt hụt, bắt rồi bắt rồi, đang sanh diệt, ý nó có mất, có mất, phòng mất, sẽ mất. Suy nghĩ mất, cho ra suy nghĩ là tôi, nó mất. Quá khứ niệm, lo, tương lai đó niệm mất. Quá khứ niệm buồn mất, cái gì cũng mất hết, chánh niệm. Nhưng mà cái điểm này là thấy pháp sanh diệt, mà thấy sanh pháp sanh diệt của Phật cho giá trị cho mình. Mở kinh Pháp Cú, đọc, rồi nghĩ đến sự tu niệm của mình. À, vì muốn học cho thuộc, dù chắc và sát răng chi vô a pa sang o ti yap yang e ka sang chi vi tang se yu pa sa to o ta kap yang pa sa to o ti yap yang o ti yap yang sân đơn diệt, sân đơn diệt, sân đơn diệt. Như vậy đó, vậy quý vị ngồi quý vị thấy gì? Thấy Phật, thấy trời, thấy tiên thì không, hơi thở mình sanh diệt,
tâm mình sai, như vậy có bao giờ là của mình? Thân cũng không phải là của mình, cảm giác cũng không phải, tưởng không phải của mình, hành không phải của mình, thức không phải của mình. Chỗ nào gọi là thường? Không có, không có chỗ nào thường, không có thường, gọi là hiểu, mới buông, ngộ vững, sắc vững, thở vô thở ra nó đập cơn mèo. Ở ngoài, ở trong này cũng vậy, mình kinh nghiệm mới gọi là tâm thấy tâm, quán tâm trong tâm này vậy đó, mới là thấy bằng trí tuệ, mới là chúng ta thấy bằng trí tuệ này, gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Đó là quả báo của gì? Quả báo của người Phật tử hành thay như vậy. Hành thay như vậy mới đọc kinh. Đức Phật vô thường khổ, thấy khổ sanh, khổ già, khổ chết. Sanh già không có tốt tội, nó tiêu dùng, nó ngồi tôi khổ nè. Tôi ngồi tôi khổ, tôi ngồi đang sanh chết nè. Thế kia là một cuộc đời thật, của một cuộc đời của 80 tuổi, trên một tuổi, 100 tuổi. Khổ của một cuộc đời, bây giờ khổ bây giờ nè. Tại sao khổ này? Khổ có sự thay đổi. Nè, chỗ này mới các vị đừng biết. Nam rục bằng anicca, danh sắc là sắc là vô thường. Nam rục bằng rục khăn, danh sắc là khổ. Nam rục bằng anatta, danh sắc là vô aro. Đó là cầu, cầu chú. Và đôi khi các ngài mô tả xa nữa. Quán thân bất tịnh, cho thân là của mình, coi tự thần đi. Thọ là của mình, coi là thọ khổ khổ. Mái tâm thay đổi thành tất cả không phải là của mình. À, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, không còn cái gì. Nhưng mà thấy như vậy mà thấy gì? Thấy được Niết Bàn. Một giây phút mà thấy rõ như vậy Niết Bàn. Về trong kinh đọc hiểu tất cả kinh khổ vui khổ giải thoát, khổ vui khổ cõi của Phật là giải thoát, cõi của Phật ở đâu mà trong lúc tâm mà tâm buông hết ngũ uẩn này, cõi của Phật ở đâu mà không thấy tư duy để không hiểu rõ cõi Phật. Vừa một người thấy được tư duy hết hoài nghi rồi, làm sao hoài nghi được, làm sao hoài nghi trong Phật bảo một vị đã giác ngộ rồi, không hoài nghi làm sao hoài nghi trong pháp bảo mà con đường bắt chân đạo như vậy, làm sao hoài nghi nữa, thuốc uống mà nó hết bệnh như vậy và con đường đi như vậy nó tới một bước tới một bước tới, làm sao hoài nghi con đường đi và thấy trước đó mà một đơn tới một bước tới, cái này nó sanh diệt tỉnh, sanh diệt tỉnh như thế nào, không còn hoài nghi. Mà không hoài nghi như vậy mà gọi là người đó là thánh nhân Ariya Sangha, gọi là thánh tăng, phàm tăng và thánh tăng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ hai bậc tăng bảo, phàm tăng và thánh tăng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ hai hàng pháp bảo, pháp học và pháp hành, kính trọng pháp học rồi pháp hành, làm lại hai bậc trong hợp phạm tăng và thánh tăng. Cũng không dám chỉ vui các vị phạm tăng vì vị đó đang mà cái lá gì tờ của Đức Phật, dù thế nào chuyện của người đó nhưng không dám phạm tới tăng và vui luật. Đức Phật nói được pháp luật, người đó có niềm tin vững chắc, có niềm tin vững chắc như vậy nó thì cái quả này nó quả cao thượng ba thượng đó, không đi muốn được ác đạo, đóng cửa rồi, không đi nữa. Vậy còn sống bao nhiêu kiếp, 7 kiếp, nếu chỉ tu như thế nào, hoặc là không tu, hiểu thấy được Niết Bàn rồi. Nghiệp còn, đôi khi nợ tôi còn, nghiệp tôi còn, tôi phải trả nợ trả nghiệp. Có chuyện nghiệp còn, nợ còn, nó trả, Đức Phật đâu có nói gì. Nhưng mà hiểu rồi,
Tôi phải trả nợ, tôi phải trả nợ. Tôi chưa đi được, tôi phải trả nợ. Nghĩa mình phải trả. Nhưng con đường đi mình thấy rõ. Con đường đi thấy rõ. Không còn thắc mắc gì. Cái trả hết thì mình giải thoát. Nghiệp bao nhiêu đó là do mình đó. Vì nếu mình cố gắng thêm sẽ tiến tới gọi là thanh tầng thứ nhất, thanh tầng thứ nhì, thanh tầng thứ ba và thanh tầng thứ tư. Nếu mà con đường rõ thì chúng ta sẽ tới mục tiêu rõ ràng như vậy. Đó là lợi ích của người hành giả mà chúng ta có niềm tin với Đức Phật, niềm tin với Pháp Bảo và niềm tin với Tăng. Niềm tin có trí tuệ, có trí tuệ niềm tin trở thành sự thật hết buồn bỏ rồi. Niềm tin chưa thấy được Niết Bàn, niềm tin còn chưa chắc. Và thấy rõ Niết Bàn, niềm tin hết thay đổi. Dù người đó gặp Phật Pháp, không gặp Pháp, trên cuộc đời sinh tử người đó vẫn là chánh niệm, vẫn là bất tạp ở trong người đó. Vì người đó chánh thiện rồi, vì người đó là bậc thanh nhàn. Như vậy gặp Đức Phật, tại sao chúng ta không cố gắng bỏ của một kiếp của con người mà gặp một vị giác ngộ, mà làm sao chúng ta không lãnh hội và cố gắng để thấy được như thế nào là tham mạng Saranamatthami và Sankhasamadhi, cũng như quý vị nghe mỗi buổi sáng vậy. Vậy quý vị không quên, đảm bảo nếu quý vị không quên vị thành bậc thanh nhân vậy. Thì thầy nhận lễ đêm nay xin tạm dứt nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tình trạng tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.